Như đã thành thông lệ, trước mỗi kỳ thi quan trọng như chuyển cấp, tốt nghiệp, hôm nay nhiều phụ huynh học sinh đã đội nắng đến Văn Miếu Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn tại thành phố Hà Nội vái vọng, cầu mong may mắn để các sĩ tử được thuận buồm xuôi gió và các bài thi có thể đạt điểm cao. Trước các kỳ thi quan trọng, Trinh và mẹ thường hay đến Văn Miếu để thắp hương với mong muốn đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới. Buổi sáng thì trước khi ra khỏi nhà, mẹ em và em đã sát khuẩn. Trước đấy thì mẹ em cũng chuẩn bị đồ lễ. Anh nghĩ là miễn là mình thành tâm thì mình đứng ở đâu thì nó cũng mang lại vận may cho mình. Em chỉ mong là làm bài thì suy nghĩ mình được thông suốt và em sẽ không làm sai những câu dễ thôi ạ. Dịch giã như thế này nên là chúng phải đứng ở ngoài lễ bên ngoài để vái vọng vào bên trong để mong cho cháu được thi cử nó được mọi sự được tốt đẹp hơn. Em mong muốn là được đỗ tốt nghiệp và đỗ đại học để có thể có một tương lai sáng lạ hơn. Hiện tại, các điểm di tích của Hà Nội vẫn đóng cửa để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Lượng người đổ về, vì thế có giảm hơn mọi năm, nhưng có thời điểm vẫn đông. Nhiều cách thức khác nhau cũng được áp dụng cho phù hợp với mùa dịch, như đặt lễ, dâng hương vái vọng từ bên ngoài. Đồ lễ vật cúng bái cũng rất phong phú. Nhiều người cầm trên tay thông tin về ngày thi, số báo danh, phòng thi. Một số em dâng cả máy tính, smartphone để cầu may mắn, làm bài thi tốt. Lực lượng chức năng đã có mặt để giám sát, nhắc nhở mọi người không tụ tập, chen chúc đông người. Em ôn qua các môn mình sẽ phải thi, em nghĩ chắc khoảng 80%. Em mong là mình sẽ được may mắn trong kỳ thi sắp tới. Đem vàng hương thôi, vàng hương đến thắp hương, nói chung là cầu con được cái đi thi nó đạt cái hiệu quả theo mong ước của cháu. Hơi đáng tiếc nhưng mà cũng không sao. Để nếu mà được vào trong thì là nó mình an tâm hơn. Nhưng mình đứng ở ngoài thì nó không được an tâm lắm. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày 7 tháng 7 và 8 tháng 7. Ngày mai, các thí sinh sẽ bắt đầu làm bài thi với 2 môn là ngữ văn và toán. Dự kiến ngày 26 tháng 7 sẽ công bố điểm thi. Vì cầu may trước mỗi sự kiện quan trọng như thi cử cũng là nét tín ngưỡng cần được tôn trọng. Nhưng cách hành lễ cũng cần phải trang trọng, thành tâm, thể hiện sự hiểu biết, chứ không phải đi lễ để khấn vái lấy được, không cần biết mình đang khấn ai. Đúng như vậy, bởi vì những ngày qua mạng xã hội lan truyền những hình ảnh bi hài khi không ít thí sinh và phụ huynh thắp hương quỳ lạy khấn vái cả ở bia hạ mã ngay trước cổng Văn Miếu Hà Nội, khiến cho nhiều chuyên gia văn hóa phải lên tiếng. Bởi vì thực chất bia hạ mã chỉ là một cái biển báo giao thông được dựng lên từ thế kỷ 18 với hàm ý là mọi người đến đây phải xuống ngựa để biểu thị lòng tôn kính với các bậc tiên hiền. Thưa quý vị và các bạn, từ 14 giờ chiều hôm nay, hơn 1 triệu thí sinh cả nước đã bắt đầu làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Thành phố Hà Nội có lượng thí sinh lớn nhất là hơn 101.000 em được bố trí tại 188 điểm thi. Và cũng trong sáng nay, toàn bộ lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Ứng Hòa A, huyện Ứng Hòa đã được thay thế do có một giám thị là F1 đã dự cuộc họp của hội đồng thi này. Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường Trung học cơ sở Trương Vương, Hà Nội. Đây là điểm thi có số lượng thí sinh đông nhất của thành phố Hà Nội với 45 phòng thi và 1.080 thí sinh dự thi. Ngay từ cổng trường, thí sinh được phân luồng, đảm bảo giãn cách. Điểm thi cũng sắp xếp 2 máy đo thân nhiệt tự động, tránh ùn trước cổng trường. 2 phòng thi dự phòng, 2 phòng cách ly và 2 phòng y tế cũng được điểm thi bố trí. Thí sinh có thể dễ dàng tìm được các phòng thi nhờ các sơ đồ. Về thời gian, về lịch của các cái môn thi, về quy chế thi, những điều học sinh được làm và những điều học sinh không được phép làm khi mà các con đến trường thi. Và những cái điều quy định nếu như học sinh có những cái vi phạm. Tại điểm thi trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân, Hà Nội, đây là điểm thi có nhiều đối tượng thí sinh trung học phổ thông, thí sinh tự do và giáo dục thường xuyên với 23 phòng thi và 552 thí sinh. Số lượng phòng thi ở các môn không giống nhau, do đó công việc phổ biến thi phải cẩn thận, tỉ mỉ cho thí sinh. Các giám thị cũng được hướng dẫn cẩn thận nghiệp vụ coi thi. Đến trưa nay thì điểm thi này được thông báo có 2 thí sinh liên quan đến F0, F1. Do đó 2 thí sinh sẽ phải dự thi đợt 2. Đối với các em trung học phổ thông thì thi đủ cả 3 môn tổ hợp. Nhưng đây rất nhiều phòng thi chỉ có lác đác các em thi môn thứ 3 hoặc thậm chí có những em là chỉ thi môn 1 và môn 3, không thi môn thứ 2, cho nên cái việc mà giám sát của các thầy cô trong phòng thi
là phải hết sức khoa học và phải đúng quy chế. Tức là vừa đảm bảo đúng quy chế nhưng lại không phải gây áp lực cho chính các em phải ngồi chờ và ảnh hưởng tới em thí sinh khác. Trong buổi đầu đến trường thi, các thí sinh cảm thấy có một chút lo lắng nhưng yên tâm về công tác phòng dịch tại điểm thi. Thấy rất là tốt ạ, tại vì đang trong quá trình phòng dịch ạ, được đo thân nhiệt đầy đủ và rửa tay và đeo khẩu trang. Sát khuẩn các thứ đầy đủ, đo thân nhiệt rất tốt ạ. Em cảm thấy một phần cũng lo lắng và một phần cũng ấy ạ, thế em ôn đầy đủ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 88.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại 155 điểm thi để làm thủ tục. Năm nay, các điểm thi không tổ chức khai mạc, thí sinh sau khi đo thân nhiệt sẽ lên thẳng phòng thi, không tập trung xếp hàng gọi thí sinh vào phòng thi. Bên cạnh đó, phụ huynh khi đưa đón con đi thi, dừng xe cách cổng điểm thi 50m theo hướng dẫn của lực lượng công an và dân phòng. Công tác đảm bảo chống gian lận cũng được siết chặt. Cán bộ coi thi 1 và cán bộ coi thi 2 và ngoài hành lang là cũng đảm bảo là cán bộ giám sát phòng thi từ 1 đến 3 phòng thi. Và tất cả diễn biến hoạt động của kỳ thi vẫn đảm bảo an toàn. Cái nhất, cái thứ hai vẫn đảm bảo là cái tính công bằng cho học sinh. Phương án đầu tiên là sẽ cho tất cả các em học sinh đi xe và xe máy ra về trước và cổng phụ. Sau đó là sẽ sự điều động của ban lãnh đạo nhà trường cho tất cả các em học sinh sẽ ra bằng hai cổng. Như vậy với cái phương án này thì tôi hy vọng rằng là cái khoảng lúc thời gian ra về thì tất cả các em học sinh sẽ bảo đảm được khoảng cách. Tại Đà Nẵng, gần 13.000 thí sinh được bố trí tại 31 điểm thi, trong đó 39 thí sinh thuộc diện các F liên quan đến dịch COVID-19 được tổ chức thi tại Trường Trung học Phổ thông Võ Trí Công, quận Ngũ Hành Sơn cũng đã có mặt tại điểm thi, hoàn tất các thủ tục. Các thầy giáo, cô giáo, cả hệ thống chính trị đang quan tâm chỉ đạo kỳ thi, tinh thần là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em và trách nhiệm của các em là rất cố gắng ôn tập thật tốt và thật là bình tĩnh, tự tin để bước vào kỳ thi đạt kết quả cao nhất. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có 45 thí sinh mắc COVID-19, nhiều nhất là thành phố Hồ Chí Minh với 27 thí sinh. Tổng số F1 là 362 thí sinh và 337 F2. Tổng số thí sinh dự kiến thi đợt 2 do ảnh hưởng bởi COVID-19 là hơn 11.500 em tại 39 tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày qua, Hà Nội ghi nhận 10 ca nghi nhiễm sau 9 ngày không ghi nhận ca COVID-19 cộng đồng. Đặc biệt là ổ dịch mới tại huyện Mỹ Đức và tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh. Nhận định nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là rất cao, do vậy tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 diễn ra sáng hôm nay, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã yêu cầu các địa phương phải quyết liệt phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Do kỳ thi diễn ra trong bối cảnh đặc biệt nên với diễn biến dịch bệnh phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã lên phương án bổ sung, điều động cán bộ coi thi tại các điểm thi để đảm bảo đủ số lượng. Đồng thời sẽ tiếp tục khẩn trương rà soát các trường hợp liên quan đến các ca mắc để có phương án cụ thể. Sử dụng những cán bộ coi thi đã được tập huấn, những cán bộ nào mới được điều động thì chiều nay tiếp tục tập huấn để đảm bảo thực hiện tốt các cái quy chế thi. Trước diễn biến mới của dịch bệnh, thành phố Hà Nội vẫn đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phải tổ chức đoàn công tác đến kiểm tra thực tế tại hai điểm thi ở nơi có ổ dịch mới là Mỹ Đức và Đông Anh. Căn cứ tình hình dịch ngày hôm nay thì đề nghị các đồng chí có đoàn công tác do đồng chí lãnh đạo sở đến kiểm tra tại hai huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa ngay trong chiều hôm nay. Thì các trường hợp ho sốt thì trong quy định đã có hướng dẫn cụ thể thì đề nghị là các điểm thi cán bộ y tế có những cái xử lý một cách hết sức là bài bản theo đúng quy định, không gây căng thẳng cho thí sinh, không gây mất thời gian của thí sinh, ảnh hưởng đến kết quả làm bài của các thí sinh. Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng yêu cầu với một số trường hợp thuộc các trường đại học có tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện phải chịu trách nhiệm phối hợp lên phương án, phê duyệt phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên tinh thần, tạo điều kiện tối đa nhưng phải tuyệt đối an toàn, vì theo thống kê sơ bộ, có trường có thí sinh đến từ 43 tỉnh thành khác cùng dự thi. Nội dung thứ hai chúng tôi kiến nghị